Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuộc nổi dậy giữa những người lính dù của Putin. Trong 46 ngày qua, nhà độc tài của Điện Kremlin Vladimir Putin, 69 tuổi, đã cố gắng chiếm Ukraine. Cho đến nay, điều đó vẫn trở nên vô ích với đem đến cái chết của hàng chục nghìn lính Nga. Các báo cáo về sự sa sút tinh thần trong quân đội của Putin đang ngày thêm chồng chất. Điều này cũng phù hợp với những gì mà tờ báo khu vực phê bình của chính phủ Crimea đưa tin trên trang Telegram rằng đã có một cuộc binh biến trong quân đội của Nga. Đây là hình ảnh bài báo được đăng trên báo của Đức với việc lính dù Nga đã chống lệnh và không muốn tới Ukraine chiến đấu vào một cuộc xâm lược. Và quân Nga được cho rằng đã từ chối mệnh lệnh chiến đấu được đưa ra từ các chỉ huy của mình. Đã có khoảng 60 lính dù của một đơn vị đóng quân ở vùng Preskol phía tây bắc nước Nga đã từ chối chiến đấu chống lại người Ukraine trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Tờ báo này cho biết trên kênh Telegram của họ như vậy. Và hậu quả đầu tiên cũng đã đến, những người chỉ huy này đã bị sa thải và chính quyền Nga đã buộc tội một số người trong số họ với tội đảo ngũ. Tuy nhiên, con số này ngày một lớn với việc các người lính của Nga phản kháng lại cuộc chiến xâm lược của nước này tại Ukraine. Lực lượng lính dù đã đóng quân tại Belarus ngay sau cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 để chuẩn bị cho cuộc đổ bộ vào Ukraine. Và kế hoạch là sẽ nhanh chóng giành được lãnh thổ, sau đó nắm giữ bởi các đơn vị khác nhau. Nhưng ngay thời điểm quyết định đó thì họ đã nói không. Sau đó họ được lệnh quay trở lại căn cứ ban đầu ở Preskol, nơi họ trước đó đã rời Nga. Một nhà hoạt động vì hòa bình ở địa phương sau đó đã chứng thực bài báo, chỉ trích và trích dẫn một tài xế đã lái các xe của đơn vị trở về căn cứ của họ, cung cấp nguồn tin này cho báo chí. Và cũng ngay lập tức, Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí nước này cần thiết để chống lại quân Nga. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ Zucker tuyên bố chuyển giao vũ khí Ukraine chống lại quân Nga xâm lược. Thời gian vừa qua, vũ khí của các nước NATO đã liên tục đưa vào Ukraine để sử dụng và chống và bắn cháy hàng nghìn chiếc xe, xe tăng và các loại xe khác của Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Zucker hôm Chủ nhật cũng cho biết Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí nước này cần để tự vệ trước Nga trong bối cảnh Ukraine đang mưu tìm thêm hỗ trợ quân sự từ các nước phương Tây. Ông Sullivan cho biết chính quyền Biden sẽ gửi thêm vũ khí tới Ukraine để ngăn Nga chiếm thêm lãnh thổ và nhắm vào dân thường trong các cuộc tấn công Washington gọi là tội ác chiến tranh. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đó chính là ông Vladimir Putin. Người phát ngôn của Mỹ nói rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết để đánh trả người Nga để ngăn họ không chiếm thêm các thành phố và thị trấn nơi họ gây ra những tội ác này. Ông đã nói như vậy trong chương trình This Week của kênh truyền hình ABC News vừa được phát. Và Moscow đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine và các phương Tây về việc gây ra tội ác chiến tranh. Trả lời sau đó trên truyền hình của kênh NBC News, ông Sullivan cho biết Hoa Kỳ đang làm việc để liên tục để cung cấp vũ khí của chính chúng ta và tổ chức để điều phối việc vận chuyển vũ khí từ nhiều quốc gia khác nhau. Và cứ như vậy, những loại vũ khí hiện đại nhất của các nước NATO lần lượt được đưa vào Ukraine và cuộc chiến tranh ngày càng trở nên thảm khốc đối với quân Nga với việc bị mất rất nhiều binh sĩ và phương tiện chiến tranh. Và các loại vũ khí đến hàng ngày, ông Sullivan đã nói, kể cả ngày hôm nay, Chủ nhật. Nhà Trắng cho biết Mỹ đã gửi 1,7 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 vào đất nước này. Nhà Trắng cho biết như vậy vào tuần trước và con số này không dừng lại ở đây. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Putin đối mặt với lệnh truy nã toàn cầu sau vụ thảm sát 50 dân thường ở nhà ga Kramatorsk. Một chuyên gia đã cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin đang phải đối mặt với diện lệnh truy nã toàn cầu về vụ thảm sát đẫm máu thường dân ở Bucha vào cuối tuần trước, chưa kể vụ bắn tên lửa mới đây vào nhà ga khiến 52 người chết, theo tờ báo The Sun. Hôm 8 tháng 4 năm 2022, một tên lửa đã bắn vào nhà ga
Krabatorsk khiến 52 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, theo thống kê mới nhất của chính quyền địa phương chia sẻ. Đây là hình ảnh hàng ngàn người đang chờ đợi di tản ở nhà ga Krabatorsk khi vụ tấn công bằng tên lửa của Nga xảy ra tại đây. Các nhân chứng cho biết tên lửa của Nga tấn công nhà ga khi ước tính có khoảng 4.000 người đang chờ để lên chuyến tàu sơ tán. Tuyên bố ban đầu từ Ukraine cho biết phía Nga đã sử dụng tên lửa Iskander, nhưng những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội lại cho thấy xác tên lửa ở hiện trường giống với tên lửa Tokar-U. Theo thị trưởng Kramatorsk, các mảnh vỡ tên lửa được tìm thấy trong khoảng bán kính 40 mét. Cũng theo hãng tin AFP, trong một phát biểu qua video, ông thị trưởng khẳng định vụ oanh kích này là một tội ác chiến tranh mới, và ông Tổng thống Zelensky cũng nói như vậy, và của Nga và những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Ukraine nói thêm, các cường quốc trên thế giới đã lên án vụ tấn công của Nga vào Kramatorsk. Chúng tôi chờ đợi một phản ứng mạnh mẽ của thế giới đối với tội ác chiến tranh này. Tổng thống Mỹ Biden thì đã lên án một hành động tàn bạo kinh khủng của Nga, còn Ngoại trưởng Pháp James thì xem vụ oanh kích vào nhà ga Kramatorsk là một tội ác chống lại nhân loại. Moscow thì đã chối bỏ trách nhiệm về vụ oanh kích, chẳng hạn họ không có loại tên lửa được sử dụng trong vụ này, đồng thời tố cáo một hành động khiêu khích của phía Ukraine. Đây là hình ảnh một mảnh vỡ của tên lửa sau cuộc oanh kích ở nhà ga Kramatorsk. Nhưng một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ khẳng định nói trên của Nga, bởi vì ban đầu chính họ đã thông báo oanh kích thành công và chỉ rút lại tuyên bố đó sau khi có tin là nhiều thường dân thiệt mạng trong vụ này. Cựu trưởng lý Tòa hình sự quốc tế Clyde thì kêu gọi tòa án nhanh chóng phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Vị công tố viên nổi tiếng thế giới với các vụ điều tra quốc tế về nạn diệt chủng ở Rwanda và về chiến tranh ở Nam Tư cũ vào hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, thì khẳng định Putin là tội phạm chiến tranh. Trả lời nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ, thẩm phán Kaklade, 75 tuổi, cựu trưởng lý Tòa hình sự quốc tế, hôm mùng 2 tháng 4 nhấn mạnh việc ban hành lệnh truy nã quốc tế là điều cần thiết để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo khác của Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà họ đã gây ra ở Ukraine kể từ khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Đối với cựu trưởng lý Tòa án hình sự quốc tế, việc ban bố lệnh bắt giữ là tín hiệu cho thấy hoạt động điều tra đã được tiến hành, và đây là công cụ duy nhất đang tồn tại cho phép bắt thủ phạm gây tội ác chiến tranh và đưa người này ra trước công lý quốc tế. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến phải đối mặt với lệnh truy nã toàn cầu vì tội ác chiến tranh. Còn bà Kade thì giải thích việc ban bố lệnh như vậy không có nghĩa là Putin sẽ bị bắt, vì nếu Putin chỉ ở Nga, việc bắt ông ta sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng chát của Tòa hình sự quốc tế đã khiến Tổng thống Nga không thể rời khỏi đất nước này, và đây là một tín hiệu quan trọng cho thấy có nhiều quốc gia chống lại Putin. Cơ quan công tố của Tòa CPI, Tòa hình sự quốc tế, trụ sở tại La Hay, sau khi nhận được sự ủng hộ của hơn 40 quốc gia thành viên, ngay từ ngày 3 tháng 3 đã mở cuộc điều tra sơ bộ về các tội ác chiến tranh có thể xảy ra tại Ukraine. Thẩm phán Kala khẳng định với tờ báo Le Pen là Tòa án hình sự quốc tế phải tìm được các bằng chứng buộc tội các lãnh đạo cấp cao về chính trị và quân sự, và điều khó khăn là làm sao đi đến tận cùng chuỗi mệnh lệnh để xác định ai đã lên kế hoạch và ra lệnh thực hiện những tội ác chiến tranh đó. Còn tổ chức nhân quyền quốc tế thì hôm mùng 3 tháng 4 cho biết đã tập hợp bằng chứng về các tội ác chiến tranh do quân đội Nga gây ra, trong đó có việc quân đội Nga vi phạm các luật chiến tranh nhắm vào thường dân ở Ukraine ở những khu vực mà họ chiếm đóng tại các vùng Chernihiv, Kharkov và Kiev, những vụ cưỡng hiếp và hành quyết người dân ở Kharkov, Bukha gần Kiev hoặc ở làng Stary ở vùng Chernihiv. Trả lời phỏng vấn của nhà văn Đoàn Bảo Châu vào hôm 7 tháng 4 về sự thảm sát tại Bukha, bà Natalia, tham tán chính trị, phó đại sứ Ukraine tại Việt Nam viết như sau. Hình ảnh từ Bodakia, Bukha, Kostomer, Ipin
và các thành phố nhỏ khác của Ukraine mà quân đội Nga đã chiếm đóng trong tháng và sau đó rời đi vào đầu tháng 4, cho toàn bộ thế giới thấy hàng trăm thường dân đã bị tra tấn, giết hại nằm trên đường phố, trong nhà của họ, đàn ông, phụ nữ, trẻ em đều có hết. Đây là hình ảnh biểu tình lên án Putin giết hại trẻ em ở Bern, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 3. Trong ảnh có tấm biển ghi bằng tiếng Đức rất rõ rằng Putin là tội phạm chiến tranh. Những đứa trẻ trạc tuổi con trai với tôi, với đôi tay bị trói đã cùng cả gia đình bị hành quyết. Phụ nữ bị hãm hiếp và nốt, thi thể bị xe tăng, đâm nát. Facebook không cho phép đăng tải những hình ảnh đó, tuy nhiên một số có người đã tự phép cho mình thực hiện những hành vi tàn bạo như vậy. Hãy để những người vẫn còn nghi ngờ về vụ giết người ở Bucha, hãy đến Ukraine và giúp các gia đình chôn cất những người thân yêu của họ ở Bucha, Irpin, Kopte, và nói chuyện với cha mẹ của 5 cô gái bị lính Nga hãm hiếp và đốt cháy. Hãy xem những ngôi mộ tập thể trong khu dân cư, hãy nhìn vào mắt cậu bé 6 tuổi nằm cạnh mộ mẹ trong sân nhà. Và tôi đoán không ai còn đang nghi ngờ sẽ dám đến Ukraine và nhìn thấy sự thật. Tôi không có quyền lực để thuyết phục họ, bởi vì sự thật quá kinh khủng, khiến họ dễ dàng chọn không biết điều đó hơn rất nhiều.